Tại khu vực đồi Phú Bùng, nơi tổ chức hội trại văn hóa phục vụ lễ dỗ tổ Hùng Vương và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm 2023, Ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng đã tiến hành trồng 30.000 cây hoa hướng dương với tổng diện tích 1 hectare. Đến nay, toàn bộ đường hoa hướng dương bao quanh trại văn hóa của các huyện thị thành đã bắt đầu khoe sắc, tạo cảnh quan thiên nhiên rực rỡ, hứa hẹn là điểm thu hút du khách tham quan chụp ảnh check-in. Những năm gần đây, công tác chỉnh trang, tôn tạo khuôn viên khu di tích lịch sử đền Hùng được quan tâm chú trọng. Nhiều loại hoa cây xanh được trồng mới đã tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đồng bào và du khách trong hành trình về với đất tổ cội nguồn.